xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube tạp chí việt times thưa quý vị vụ án chuyến bay giải cứu nhiều ngày nay được dư luận hết sức quan tâm tại phiên tòa xét xử mức án viện kiểm sát đề nghị với bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế đề nghị mức án tử hình với tội danh nhận hối lộ và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành y tế và xã hội tuy nhiên bị cáo phạm trung kiên cho rằng đây là một bản án nghiệt ngã với bị cáo và gia đình bởi bị cáo không nghĩ rằng mình lại vi phạm đến mức bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội trong phiên tòa xét xử, được quyền nói lời sau cùng, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, người bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng đã nhận tội trước hội đồng xét xử vì những sai trái mà bị cáo đã gây ra. Bị cáo Phạm Trung Kiên gửi lời xin lỗi đến những người dân đã chịu thiệt thòi vì hành động sai trái của mình, gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Bộ Y tế vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bộ. Theo ông Kiên, bản án tử hình bị đại diện viện kiểm sát đề nghị là bản án nghiệt ngã với bị cáo và gia đình. Bị cáo không nghĩ rằng mình lại vi phạm đến mức bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, phải rời bỏ thế giới này khi mới ngoài 40 tuổi. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế mong hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh phạm tội của bị cáo. Khi đại dịch xảy ra, sự việc vào đầu năm 2020, khi đó người với người không dám gần ai, thì bị cáo đã phải cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tham gia công việc hướng dẫn người dân cách ly. Công việc đó diễn ra suốt 2 năm trời. Bị cáo kiên lập luận vì không hiểu biết pháp luật nên đã có những hành xử không đúng với quy định. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình, có bố đẻ và bố vợ đều là thương binh, mẹ đẻ bị tâm thần nhiều năm, mẹ vợ mắc ung thư. Tại phiên tòa xét xử, ông Phạm Trung Kiên cho biết, từ khi bị cáo nhận được tin khởi tố vụ án thì đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, nhưng do khi đó bị cáo bị mắc Covid lại bị ám ảnh bởi án tù nên không đủ nghị lực để nhận tội. Đến nay, sau khi đã nhận thức được hành vi sai phạm ông kiên xin hội đồng xét xử cho mức án tù có thời hạn để có cơ hội trở về nuôi dạy con cái và phụng dưỡng cha mẹ không chỉ riêng ông phạm trung kiên cựu thư ký của bộ y tế bà bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao khi được quyền nói lời sau cùng bị cáo lan cho biết rất đau xót và hối hận có nhiều doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay combo không cần đến gặp nhưng vẫn được phê duyệt nhiều người liên lạc sang cảm ơn, nhưng bị cáo đã từ chối. Bị cáo gặp 8 đại diện doanh nghiệp do nề nang người giới thiệu. Bà Lan bày tỏ vô cùng hối hận khi đã không vượt qua được sự cám dỗ, không đủ bản lĩnh để vượt qua những lời nói khéo léo của các đại diện doanh nghiệp khi họ đến gặp và tặng quà cũng liên quan tới vụ án chuyến bay giải cứu, tại phiên tòa ông Trử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cũng đã thừa nhận việc bản thân đã nhận tiền cảm ơn liên quan tới việc cách ly công dân từ nước ngoài về nước từ chuyến bay giải cứu. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo cảm thấy rất ân hận và đau đớn khi từ nay bị người đời phán xét trong phiên tòa xét xử, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng bị phạm tội từ những sai phạm trong công tác xử lý công việc. Đây là sai phạm rất nghiêm trọng của bị cáo, làm sụp đổ toàn bộ quá trình 29 năm công tác, mất đi toàn bộ nỗ lực của bản thân. Theo bị cáo Trử Xuân Dũng, bị cáo rất đau xót, ăn năn hối cải. Sai lầm của bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm cả gia đình trong thời gian qua cuộc sống đảo lộn, gặp nhiều khó khăn, buồn tủi hành vi phạm tội của bị cáo còn làm ảnh hưởng đến cơ quan nơi mình công tác. Phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghỉ nghị án, Hội đồng xét xử cho cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Tô Anh Dũng trình bày lời nói sau cùng. Theo bị cáo Tô Anh Dũng, bố mẹ bị cáo mất sớm do những tháng năm hoạt động cách mạng, tù đầy bị cáo lớn lên, tự thân vận động, luôn nhớ lời can dặn của bố mẹ. Bị cáo luôn cân nhắc, cố gắng để sống tốt với anh em đồng nghiệp, đồng chí, luôn tận tình phục vụ trong công tác, cả cuộc đời bị cáo hy sinh phấn đấu. Suốt những năm tháng đó, bị cáo luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi được giao trọng trách ở Bộ Ngoại giao, bị cáo luôn nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ. Bị cáo không có khái niệm về việc chạy trọt hay tự hào đồng tiền của nhà nước, không gây khó khăn cho đồng nghiệp hay trục lợi cá nhân. Khi dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới, bị cáo được giao nhiệm vụ là thành viên của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID. Thời gian này, bị cáo đã hết sức nỗ lực cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao để triển khai công việc trên lĩnh vực công tác, đặc biệt trong việc ngăn chặn dịch bệnh trong nước cũng như hợp tác quốc tế, trong đó có bảo hộ công dân. Ông Tô Anh Dũng cho biết, quá trình thực hiện cấp phép chuyến bay combo đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Bị cáo đã vô cùng ăn năn hối hận bị cáo không có động cơ mục đích nào để gây khó dễ cho các doanh nghiệp tạo cơ chế xin cho nhận thức ra sai phạm của bản thân ông tô anh dũng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả bị cáo rất ăn năn hối lỗi bị cáo xin lỗi đảng nhà nước và nhân dân về những gì đã xảy ra bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội cho bản thân và các bị cáo khác Trước những lời nói sau cùng đầy nước mắt hay sự hối hận, thì những diễn biến, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa chuyến bay giải cứu trong những ngày vừa qua cũng làm nóng dư luận vì những lời bào chữa của các bị cáo từng là công chức, vừa ngây ngô, ngớ ngẩn, vừa chân thực đến khó tin. Hãy cùng nhìn lại những lời bào chữa. Có những câu bào chữa như Không biết nhận tiền là có tội, không phân biệt được danh giới giữa cảm ơn và hối lộ, tưởng không có tội vì nhận tiền doanh nghiệp chứ không phải tiền ngân sách. Anh em mình cũng từng được biếu hàng trăm, hàng nghìn chai rượu. Thậm chí, luật sư của bà Nguyễn Thị Hương Lan còn được tường thuật bào chữa là gia đình thân chủ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ấy vậy mà các tài sản của bị cáo Hương đang bị kê biên gồm một căn chung cư tại Giảng Võ, quận Ba Đình trị giá khoảng 15 tỷ đồng, một căn chung cư tại Golden Palace trị giá 4,4 tỷ đồng, một ô tô 3 tỷ, cổ phiếu trái phiếu 5 tỷ, tiền trong tài khoản ngân hàng 200 triệu đồng và tiền mặt bị cơ quan điều tra thu giữ là 1,126 tỷ. Tổng giá trị tài sản kê biên thu giữ là khoảng 29 tỷ đồng. Chuyện chạy án lần đầu tiên được công khai khá rõ cách chạy, thủ đoạn chạy và số tiền chạy cao ngất ngường. Chỉ với chạy tội danh, đi hối lộ của một đối tượng mà lên tới 2,6 triệu đô la Mỹ thì thật khó tin một thư ký cho thứ trưởng, chẳng có chức trọng quyền cao, chẳng có vai trò gì trong việc ra quyết định mà ăn đút lót số tiền khủng 42 tỷ đồng rồi thỏa sức mua nhà, đất, ăn tiêu xa xỉ. Mà đối đáp của hai cựu quan chức trong ngành bảo vệ pháp luật mà nay lại là bị cáo trong đường dây chạy án đầy kịch tính gay cấn. Từ đây ta thấy cách họ liên hệ với nhau thế nào, cách nhận tiền ra sao, đặc biệt là lời khai tiền biến thành rượu của bị cáo Hưng. Nó cho thấy sự quỷ quái tinh danh của một người đã tham gia điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, này biến chất. Dẫu bị can này có danh ma đến mức nào, có nghề ra sao thì vẫn có những sơ hở như chiếc cặp quá số vẫn còn hình ảnh và có thể mua cặp tương tự để thực nghiệm xem để có vừa chai rượu hay không. Rồi trong bữa tiệc ấy, ông Hưng mời những ai, loại rượu đó là gì? Và với số tiền lớn đó, nếu có nhận, hãy kiểm tra xem dòng tiền đó đi đâu. Hy vọng sẽ có cơ quan chức năng làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án nhức nhối chuyện chạy hối lộ các bị cáo là doanh nghiệp chạy hối lộ sẽ chịu những hình phạt thích đáng xong qua đây mới thấy các doanh nghiệp của ta khốn khổ ra sao khi bị những quan chức biến chất hành hạ qua lời khai của bà hoàng diệu mơ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình, Đào Minh Dương, giám đốc công ty Visa Sun, Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ du lịch Bầu Trời Xanh mới thấy những kẻ thi hành công vụ biến chất và hành dân như thế nào. Bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc công ty Visa Sun, nhiều lần khẳng định nếu không đưa tiền bôi trơn sẽ bị gây khó khăn trong việc xin cấp phép chuyến bay giải cứu. Doanh nghiệp của Dương được cấp phép 17 chuyến bay và đã tổ chức 22 chuyến bay, do có đợt bay phải tách làm hai chuyến. Thời gian đầu nộp hồ sơ cấp phép tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, nhiều lần bà Nguyễn Thị Hương Lan, khi đó là Cục trưởng, yêu cầu phải chi tiền, do không đưa tiền nên doanh nghiệp thường xuyên bị làm khó. Dương khai, bị cáo từng bị Cục Lãnh sự và Bộ Giao thông Vận tải gây khó khăn, không duyệt chuyến bay. Nguyễn Thị Hương Lan còn gây khó khăn, bảo đưa tiền nhưng bị cáo không đưa, nên sát một ngày mới cấp phép. Do đó doanh nghiệp Lâm vào tình thế khó khăn cùng cực. Còn Hoàng Diệu Mơ, khai khi xin cấp phép, bị cáo đã xin liên hệ với bị cáo Tô Anh Dũng, sau đó được giới thiệu gặp bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan. Theo lời khai của bị cáo Mơ, do bị ép buộc, bị cáo đã đồng ý phương án chi 150 triệu đồng một chuyến bay cho các đơn vị liên quan cũng chính vì đưa tiền hối lộ nên công ty của bị cáo Mơ đã được cấp phép 66 chuyến bay trong giai đoạn 2020 2021. Bị cáo Lan đã nhận hối lộ của bị cáo Mơ 11 lần với tổng số tiền 13,2 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch bầu trời xanh cho biết bản thân đã sử dụng pháp nhân là công ty Blue Sky và một số đơn vị khác để xin cấp phép 109 chuyến bay trong quá trình xin cấp phép chuyến bay bị cáo đưa tiền cho nhiều người nhiều lần nên không thể nhớ hết tất cả theo bị cáo hằng trước đó bị cáo đã nộp hồ sơ xin được cấp phép chuyến bay nhưng chỉ được số lượng ít và thường thì sát giờ bay mới được cấp phép theo nhận thức của bị cáo nếu không đưa tiền thì không được cấp phép nhiều chuyến bay như vậy như vậy cùng một thủ đoạn như nhau là làm khó doanh nghiệp để vòi tiền nếu không có tiền thì không được cấp phép những người thi hành công vụ đã thực sự coi đồng tiền là trên hết mất cả nhân tính bị cáo Đào Minh Dương cho biết, khi thực hiện các chuyến bay, phải thế chấp trước 30% tiền thuê máy bay. Tiếp đó, doanh nghiệp phải nộp đủ khi được cấp phép. Mỗi lần thuê máy bay từ 6 tỷ đến 9 tỷ đồng. Công dân ở nước ngoài muốn về thì phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc mà cứ mai bay, này mới biết mình được về là hành hạ họ. Cục lãnh sự lúc ấy không bảo hộ công dân mà là hành dân rồi đây những người phạm tội dễ vẻ nhận những hình phạt thích đáng về những hành vi của mình gây ra Xong qua đây mới thấy công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn rất cam go cần phải có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của nhiều cấp ngành cũng như sự ủng hộ của người dân thưa quý vị tại hội đồng xét xử chuyến bay giải cứu khi được nói lời sau cùng bị cáo kiên nói mong được có cơ hội được sống để trở về với con cái sống nốt quãng đời còn lại xin được hưởng hình phạt tù có thời hạn các bị cáo khác cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội duy chỉ có bị cáo hoàng văn hưng cựu điều tra viên vẫn tiếp tục kêu oan và tin vào phần phán xét của tòa án những thông tin vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu yêu thích Viettimes, đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi.